con này gọi là con cuốn chiếu nè. Ôi to ghê. Đây nữa nè, nhìn ghê. Cái con cuốn chiếu đó thì nó gấp 10 lần cái con cuốn chiếu bình thường của mình. Ôi tụi nó đây nè. Bình thường thì về đêm thì hay phát quang lên đó. Trước đây thì gọi là viên đá 7 màu hả Phong? Đúng rồi. Bây giờ ông bắt dùng rồi nè, ông nhành nằm chi báo cho ông kia thấy á, ở bên tài trào Vinh Nhẫn á, trên ông Bạch Hửng. Thì nơi cái Đức Phật Trầm an nghỉ, Bùi Hồ cùng với lại em Phong sẽ đến một cái nơi gọi là nơi có một cái hòn đá 7 màu linh thiêng ở trên một cái núi như thế này của Absalon. Ở trên đường đi gặp nè, cái con này gọi là con cuốn chiếu nè. Ôi to ghê. Đây nữa nè, nhìn ghê. Cái con cuốn chiếu đó thì nó gấp 10 lần cái con cuốn chiếu bình thường của mình. Ôi tụi nó đây nè. Nhiều không anh? Đây lắm nè. Ôi ơi. Mưa xuống á. Ờ. Hồi xưa là viên đá này á, nó phát quang ra buổi tối là xuất hiện ra những cái màu sáng, giống như cái màu dạ quang mà mình ban ngày mà mình chiếu ánh sáng vào ban đêm nó phát lên á. Ừ. Nhưng mà giờ thì nó dần dần nó bớt màu rồi, nó chỉ còn có 3 màu thôi, màu xanh, màu đen và màu đỏ. Bình thường thì về đêm thì hay phát quang lên đó. Trước đây thì gọi là viên đá 7 màu hả Phong? Đúng rồi. Ở bên đây anh thấy được màu này nè. Màu tím, màu thạch anh. À, màu thạch anh nè. Màu nâu đỏ nè. Hồi xưa thì về đêm nha, buổi tối là phát. Màu xanh nè. Anh nghĩ là phát quang là do cái màu xanh này nè Phong. Dạ. Màu xanh này nó sẽ, ban ngày nó sẽ hấp thụ ánh sáng. Thậm chí mà thời xưa thì ở đây đâu có điện đâu. Buổi tối ở đây đá nó phát lên giống như ánh trăng mà tạo lên cái sáng ở trên ngọn đồi này. Cả cái ấp này dùng ánh trăng này để rọi đường đi ra đồng. Mọi người ở đây thì thấy điều kỳ lạ của viên đá này nên lập một cái bàn thờ để mà thờ cúng. Về em có biết gì nhiều về viên đá này không Phong? Viên đá này thì khi mà Đức Quỳnh làm xin lỗi là Đức Phật Thầy á. Viên tịch thì khi mà chôn cất ở đây thì bỗng nhiên người dân phát hiện ra viên đá này phát quang lên. Nó gắn liền với việc Đức Phật Trùm mất đi thì đá này tự nhiên nó linh ứng. Trước đây thì khi ông chưa mất đi thì viên đá này là một viên đá bình thường. Chuyên vô giác thôi. Ở đây thì gọi là ông đạo đèn nên thành thử ra là anh sẽ thấy được rằng ở đây là những cái, đây là sáp đèn cầy nè, người dân nhỏ đèn cầy vào, nhỏ đèn cầy tin tưởng. Đây nữa nè, ở đây anh thấy được cái màu này là màu thiệt ra ông đạo đèn ảnh hưởng rất là lớn với người dân ở miền Tây, nhưng mà dần dần mọi người ít biết đến ông. Cho nên là ngay cả bản thân anh ở miền Tây cũng ít biết đến một người mà dân miền Tây rất sùng bái, đúng không? Đặc biệt là cộng đồng người Khmer. Đúng rồi. Đối với thì cộng đồng người Khmer thì rất là sùng bái ông. Tại vì cuộc đời của ông thì gắn liền với dân tộc trị bệnh ở người Khmer. Và cách đây cũng rất là lâu rồi, nên ở miền Tây thì có nhiều người không biết đến. Thì qua em giới thiệu thì anh mới biết nè. Hồi xưa thì ở đây thì nó không có thảm gì đâu, đi lên khó lắm. Mới làm đây thôi. Ở đây có này giống như một ụ mối phong à? Ủ phong mối. Ta? Phong. Đúng rồi, nó muốn lên rồi này. Anh thấy ở phần này giống như là mình bị ấy ngang như ta? Cắt ngang. Cắt ngang à? Ai lấy chứ? Ai lấy đá ra về thỉnh? Tại vì ở đây nhiều người hay lấy mối và đá ở này lắm, hoặc lấy nước ở dưới giếng linh á. Thật ra thì người Khmer họ rất là tin tưởng về thần linh, và đặc biệt là về sông nè, về nước nè, họ tin tưởng lắm. Cho nên là người Khmer họ thờ viên đá hay gọi là ông tà. Nên việc mà viên đá ông tà thì cũng xuất phát từ Khmer. Cái viên đá này không biết là trước đây thì so với bây giờ thì nó có lớn hơn bây giờ lớn hơn so với trước đây hay không? Kích thước nó nhỏ dần, tại vì người dân Phật tử ra tới họ chạy bớt, họ lấy về họ bỏ nhà họ thờ cúng.
cho nên là kích thước của viên đá nó bớt, nó nhỏ dần đi rồi. Đây nè, anh thấy đây là những cái vết dao chặt nè. Đây nè, đây một một mối nè, đây một mối chặt nữa nè. Anh thấy cái đá nó kết cấu lạ đúng không, giống như là mình đổ xi măng mà mình trộn lại vậy. Đúng rồi, những cái viên xung quanh này đâu có đâu, riêng một mình viên này thôi à. Ờ, nếu như mà bình thường mình không nghĩ thì đây là một khối bê tông, phải không? Đúng. Giống như là mình đổ đá đủ thứ kiểu vào, mình trộn bê tông lên vậy. Đúng rồi, mà đây là đá tự nhiên. Và đây có luôn cái phần chân ở dưới không không ha? Có luôn, nhưng mà do mình làm cái nền này mình để mình đi lại cho nó dễ. Ừ. Mình không thấy. Ở đây có một cái đèn, cái đèn dầu. À, lý do ở đây sao có một cái đèn dầu? Chắc để đốt dầu á, cúng kính này. À, cái đèn này dưới này là một cái bình dầu á. Lạ. À, em đốt lên thử được không? Có quẹt ở dưới à? Con chồng. À, họ làm một cái khung kiến như thế này là tránh mưa. Tránh mưa đó. Cái sử dụng đèn dầu á, mình đậy nếu như mà càng ở dưới này á thì không thông gió được, nó sẽ dễ tắt. À. Cái này Phong biết là gì không? Cái gọi là hộp vịt à. Ống khói đèn. Ống khói đèn. Ừ. Ở quê em gọi là đèn hộp vịt á. Ở mình đó thì người kinh của mình đó thì về cái phần chứa dầu này thì đa số là làm hình tròn và đèn làm bằng thủy tinh, nhưng mà đối với người Khmer thì họ làm bằng một cái hình chữ nhật. Nhưng mà thấy gì nó vẫn hay ha Phong ha, được nhiều dầu hơn nữa nè, đốt được ngày đêm luôn. Ừ. Bỏ phải thi thấy những cái vết dao mà chặt rất là nhiều, ủ mố màu sơ bự bằng ngày nè, mà người ta họ tới họ xin mối, họ lấy từng chút cái ổ mối còn chút xíu. Đây nữa nè, một cái vết chặt rất là rõ ràng luôn, khứa ngang nè, họ dùng cưa ngang hay sao á, cày lấy nó bớt hết. Rồi thôi thì chắc tụi mình kết thúc video này tại đây. Biết sao vì lúc này bị trời mưa nè. Ừ. Không có mau. Ừ. Nếu trời nắng nhiều quá thì bên bị trời nắng gắt á, khoảng chừng con nắng bị mọc 12 giờ 1 giờ là nó có chí màu, lúc đó màu lên màu. Dạ, nó lên màu bị trời nắng á. À, dạ, bị lúc này bị mưa nè. Dạ. Màu nó như thế nào chú? Màu đủ thứ chứ. Xanh đã tiếng vàng không? Dạ, hồi xưa thì hồi cục đá này hồi xưa nằm bên kia kìa. Ừ. Bây giờ bắt dùng rồi nè, ông nhành nằm chi báo cho ông kia thấy á, ở bên trại trà Vinh Nhẫn á. Thì ông Bạch Thửng. Vậy là hồi xưa viên đá nằm góc bên này. Dạ, nằm góc bên này nè. Rồi báo mộng. Bất trùm dạ, báo mộng. Đức Bất Trùm này ông nằm chi báo cho ông kia, ông tên Bạch Thửng á, trại trà Vinh Nhẫn á. Ở trà Vinh hả? Ở trại trà Vinh Nhẫn. Trại trà Vinh Nhẫn. Dạ, Vinh Nhẫn. À. Xin ta không cho, bị thành ra ông muốn thành ra xuống nhà mua 1,5 triệu thì lối qua đây nè. Có nghĩa là Phật Trùm báo mộng cho ông kia rằng ở đó có một cái viên đá. Dạ. Rồi sau đó là ông mới nói là người dân là đem về đây ha. Dạ. Trước đây là không ai phát hiện ra hết. Dạ. Đem về đây khi nào chú? Đem khi này cũng lâu rồi chú, cũng khoảng chừng 700 năm rồi. Lâu rồi đó. Mấy chục năm. Mấy chục năm. Không, mới có đây là có 700 năm à. 7-8 năm. 7-8 năm hồi xưa nằm bên kia. Nghe không rõ là nghe 700 năm. Dạ. Rồi ban đêm có phát sáng không chú? Ban đêm không có đâu, ban ngày mới có. Ban ngày trời nắng gắt mới thấy. Yeah. Còn bị mát này đâu có, lạnh này đâu có thấy. Mà tụi con thấy là có nhiều cái vết cắt ở trên cái tảng đá đó, là người dân họ cắt về hay sao chú? Cái mặt trên đó hả? Dạ. Không có cắt. Vậy không á, không có ai cắt. Ngày xưa vận chuyển về khó không chú? Ừ? Ngày xưa vận chuyển về đó khó, chuyển về đó khó không? Đem về đó khó không? Chuyển về đó không có khó gì, dễ à. Nặng lắm mà. Nặng lắm, 3 ngày mới chơi đó. Cái ba lan keo á. Ba lan keo 3 ngày chơi đó. Ba lan kéo. Dạ, ba lan keo á. 3 ngày mới chơi đó. Tới bữa gầm tháng 2 á.
ngay gầm luôn á, ngay gầm tầng 2. Ừ. Tới đó đồ đạ mình cũng cung cớm rồi nấu chè gì đêm đêm đó cúng. Cúng kiến nấu chè. Dạ nấu chè mà ăn không ăn mặn nha. Cúng trương á. Chi. Dạ, con trai á. Rồi, cảm ơn chú ạ. Dạ. Cảm ơn chú ơi. Dạ để vài bữa nữa ta làm cái đó nữa đó chú.